Nguyên tắc làm người của người thời nay khác người thời xưa ở đâu? Người học Phật đều biết có báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Thế nhưng con người không thể làm chủ. Người chân thật học Phật thì mong rằng trong một đời này có thể tự mình làm chủ. Có như vậy thì đời này sẽ không trải qua một cách uổng phí. Hãy chỉnh sửa lại cho đúng phương pháp và con đường của mình, thì chúng ta sẽ bước đi trên con đường hạnh phúc hơn, thù thắng hơn. Như thế mới đúng. Vậy thì phải tìm về với những gì mà tổ tiên chúng ta đã dạy. Tổ tiên đều đã dạy rồi. Có điều người thời nay không đọc sách nên không biết, và cũng không chịu nghe theo lời của người xưa. Người xưa của thời nay chính là những con cháu của thế hệ trước. Con cháu của thế hệ trước đã lơ là điều này rồi, đã không nghiêm túc chăm chỉ đọc sách thánh hiền nên mới gặp phải đại tai nạn như thế này. Tuy nhiên, vẫn cần phải nắm cho vững tổng nguyên tắc. Đó là người xưa làm người thì trước tiên nghĩ đến người khác, sau đó mới nghĩ đến bản thân. Việc này là tốt. Người thời nay trước tiên nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến người khác. Người khác sống hay chết không có liên quan gì đến chúng ta. Đâu biết rằng người khác sống hay chết đều có quan hệ rất lớn đối với chúng ta. Điều này là thật, không phải là giả. Người khác sống hay chết đều có quan hệ rất lớn đối với chúng ta.